Xin kính chào anh em Thượng Ông, em là ông nó Hoàng Phương và anh Phương cũng nhòm sẽ nên cho anh em về bây giờ tại hiện kho của em về những cái lô hàng tầm khoảng 50 đến 100 chiếc thì em Phương đã đổ xỉ cũng gần hết anh em ạ và bán lẻ cho anh em nữa. Nay thì sẵn tay của em Phương chỉ có video này thôi. Video nói chung là còn những chiếc hàng tại kho, còn mấy chiếc anh em ạ, em sẽ trở về sắp tới là về lô mới tiếp. Thì hiện đang còn mấy chiếc tại kho hàng mới hết anh em nhá. Kể cả chiếc Nikon Bosta B7 anh em này, B7 và những chiếc ống nhòm EK 2 bạch vàng và những chiếc Nikon Monoc 17 hàng mới đẹp nhanh anh em này, Monoc 17 và những chiếc ống nhòm 326 của EK anh em nhá. Cực kỳ ok cho anh em. Nay Nikon B7 còn 3 chiếc này, M7 là cũng còn 3 chiếc anh em nhá. Và 2 bạch vàng là vẫn còn 3 chiếc nữa. 2 vàng còn 3 chiếc và cái bản 326 thì còn 2 chiếc em nhé, 2 chiếc thôi. Video này sẽ để mức giá ngon nhất cho anh em Thượng Ông luôn, tại vì anh em ba miền. Và cái tầm khoảng 3 hôm nữa, 2-3 hôm nữa thì sẽ về một lô hàng tầm khoảng 250 chiếc ở cuối vụ ong em nhé. Cuối vụ ong cho anh em tầm khoảng 250 chiếc, kể cả B7, M7 cho em rất nhiều. Em cũng sẽ đầu hộp cho anh em xem qua luôn. Với những chiếc còn hàng như thế này, anh em nhanh tay em sẽ để mức giá tốt nhất cho anh em nhé. Sẽ báo giá từng mẫu một để cho anh em xem hết cho anh em. Đây là toàn những bản cao cấp thôi anh em nhé, cao cấp EK và Nikon. Và sẽ hôm nay sẽ có những món quà tặng thêm cho anh em, tặng kèm thêm cho anh em Sơn Ong. Sẽ tặng cho anh em là 3 chiếc mắt đậy nhá, là 3 chiếc mắt đậy anh em ạ. Ba tặng thêm cho anh em 3 chiếc mắt đậy nữa. Anh em nào đặt một đơn hàng ống nhòm cao cấp những con EK hay Nikon này, em Phương sẽ tặng kèm thêm cho anh em. Mắt đậy zin thì có rồi, em vẫn tặng kèm thêm cho anh em để anh em dự phòng anh em nhá, dự phòng cho anh em. Và vẫn đầy đủ giấy tờ bảo hành tại số Hoàng Phương anh em này, đủ giấy tờ bảo hành số Hoàng Phương. Và sẽ kèm giấy bảo hành 2 năm tại số Hoàng Phương cho anh em yên tâm các bác nhá, hàng mới 100%. Bảo hành Hoàng Phương các bác yên tâm, khả năng giao dữ liệu đầy đủ bảo hành cho anh em, các bác cứ yên tâm các bác nhé, các bác cứ phải yên tâm cho em luôn, bảo hành 2 năm tại số Hoàng Phương em yên tâm. Nay em sẽ đập hộp luôn cho anh em xem qua. Đầu tiên em sẽ đập hộp, đầu tiên là con Nikon B7, em chờ hàng rất là nhiều anh em nhé. Nikon B7 em sẽ đập hộp tổng cho anh em, em sẽ kèo điện thoại vào đây, em sẽ đập hộp cho anh em xem. Đầu tiên là một em Nikon B7 trước em nhé, con B7 hàng cực kỳ đẹp cho anh em thượng ong luôn. Chiếc B7 này cũng rất là đẹp, các anh em thợ nào cũng sau đó em Phương rất là nhiều nữa, tuổi nhất là nhiều và bây giờ sẽ chỉ còn 3 chiếc tại kho. Em Phương sẽ đập hộp sau để sẽ mở loại B7 và 2 bịch vàng em nhé. Mở hộp ra một con hàng mới, đây vẫn tặng kèm thêm cho anh em là ba chiếc mắt đợi em nhé, là ba bộ anh em, là ba chiếc mắt đợi rồi nè, cực kỳ ok cho em, hai bộ mắt đợi cho anh em. Mở hộp ra một chiếc Nikon Bosta B7 hàng chính hãng 100%, Kino 3048613 này sẽ cùng mã vạch cho em, mã hộp cho anh em. Đây anh em qua bóc hộp ra một chiếc hàng B7 hàng mới cực kỳ đẹp. Em còn 3 chiếc B7 anh em nhá, sẽ xả cho em mức giá chỉ có hơn 4 triệu đồng anh em nhá, chưa đến 5 triệu anh em ạ, tầm khoảng hơn 4 triệu thôi. Anh em lấy tay em sẽ báo giá chuẩn cho anh em, tại vì cái giá này nó sẽ khác những cái giá tại video review nẻ một con tầm khoảng đợt trước tầm 5 triệu, bây giờ nó sẽ chỉ có hơn 4 triệu và sẽ khác những video nẻ anh em nhá. Anh em là cần chiếc B7 tầm nhìn rộng này, các bác cứ gọi cho em Phương, mức giá thì cực kỳ ngon cho anh em rồi, các bác hẹn cho anh em xem qua rất là ngon luôn. Và phụ kiện của nó thì đây anh em này, em sẽ tặng kèm thêm cái bộ mắt đậy dự phòng nó như thế này anh em này, anh em chỉ gắn vào cho em sẽ gắn thử cho anh em xem qua. Đây những cái bộ mắt đậy dự phòng anh em, tại vì sao nó sẽ ngon đến thế, nó sẽ có những quai đeo trên đây này, tặng mắt đậy dự phòng của anh em đây này, mắt đậy cực kỳ ok, sẽ có quai đeo cho anh em. Nikon Bosta B7 142 và mã đỉnh có vạch thân ống nhòm cho anh em này, các bác cứ yên tâm cho anh em nhé. Đây cho anh em xem qua, nó có xếp mắt có trứng này, mã vạch ở thân ống nhòm ma này 3048613 cho anh em xem qua, 3048613 sẽ chụp với mắt vạch hộp, các bác yên tâm cho các bác. Về phụ kiện thì đều có giấy tờ của Nikon chính hãng 100% tại cửa hàng Phương ống nhòm này, Nikon cho anh em. Các bác mua tại bên em Phương thì cứ yên tâm các bác, và đây dây đeo của Nikon, yên tâm cho các bác. Hơn 4 triệu, giá này sẽ rẻ hơn những cái video giá khác của em Phương điên rồi các bác nhé. Hơn 4 triệu, kính là kính phủ xanh của Nikon, là kính ED đấy anh em, ED tầm cao của Nikon. Thân là thân hợp kim, hợp kim carbonate rất là nhẹ cho anh em. Kính là kính BK4 chống lên 7 cho em tự ong. Hơn 4 triệu nhé, Nikon Bosta B7 chừng nhìn là 7 độ, rất là rộng và rất là xa anh em nhé. Các bác yên tâm cho các bác. Waterproof và điều chỉnh cận họa cộng trừ cho em, yên tâm cho các bác. Hơn 4 triệu các bác nhé, các bác là chết. Các bác nào mà kết chiếc Nikon B7 này các bác gọi cho em Phương, chỉ có 3 chiếc rẻ nhất thị trường cho anh em, 3 chiếc các bác nhé. Tiếp theo là một con 2 bịch vàng và em sẽ lên con M7 và con 326 nữa cho anh em. Đây là một con 2 bịch vàng hàng mới đó nhé, yên tâm cho các bác. Đây này, 2 bịch vàng đầy đủ mã QR này, mã code này, đây là mã code thông số hộp các bác nhé, đầy đủ mã vạch ở thân ống nhòm cho anh em. Em sẽ đầu hộp cho anh em qua luôn. Phụ kiện con này thì đầy đủ về đây, túi đựng cho anh em, túi đựng này, dây khăn lau của EK và quyển sổ của EK và một dây đeo của EK, các bác yên tâm cho các bác mua tại số Hoàng Phương thì các bác cứ yên tâm uy tín cho anh em, dây đeo ống nhòm hàng mới hết, tất cả hàng mới đấy, các bác yên tâm cho các bác làm đến tìm với em Phương sẽ trao cho anh một sự uy tín, trách nhiệm với em Phương bán ống nhòm để cho anh em các bác nhá. Các bác làm mà đổi miễn phí trong 7 ngày cho em luôn các bác, công khai luôn,
Đây này, sẽ tặng kèm thêm cho anh em về hai bộ bắt đợi anh em nhé. Các bác cứ gọi cho anh Phương tặng thêm hai bộ bắt đợi cho anh em. Sản phẩm này đầy đủ phụ kiện khăn lau dây đeo túi đựng cho anh em rồi. Các bác nào cứ yên tâm các bác nhé. Để hộp có một bên. Em đang còn sẵn 2 chiếc, 3 chiếc nữa thôi. 3 chiếc này là hàng mới 100%. Các bác yên tâm, phải hàng cũ đó các bác nhé, không phải hàng cũ tồn kho đó các bác nhá. Tại vì em Phương bán đổ xỉ rất là nhiều hàng nên các bác yên tâm cho em. Đây là một chiếc hai vạch vàng, kính là kính ED cao cấp của EK 30 feet 142. Đây là phải hai vạch vàng cực kỳ xinh đẹp cho các bác. Các bác cứ yên tâm cho em, hàng chính 100% logo EK ED Waterproof, kính là kính phủ đỏ cho anh em nhá, đỏ hồng cho anh em này, rất ok các bác. Thân sẽ có đủ mã số vạch ở thân ống nhòm cho anh em. Đủ mã số vạch em nhá. Và cộng trừ chỉ cần nọ, thân là thân hợp kim, nó chỉ gần cái lòng bàn tay của em Phương thôi. Soi con này cực kỳ nét các bác nhá. Bản cao cấp thì sẽ có một nấc này, hai nấc, ba nấc, 1 2 3 sẽ có 3 nấc anh em nhá. 3 nấc sẽ hơn những cái bản 326 nhiều các bác ạ. Bản này em sẽ để cho em mức giá là rẻ hơn những video được chiếc em lên. Được chiếc là tầm khoảng 5 triệu rưỡi đến 5 triệu 6 các bác nhá. Video này sẽ chỉ có hơn 5 triệu. Các bác cứ gọi cho em Phương sẽ để mức giá tốt nhất cho anh em thì luôn. Sẽ để giá ưu đãi nhất cho anh em. Các bác cứ gọi cho em Phương sẽ báo giá cho anh và tặng thêm món quà là giấy bảo hành 2 năm này, và sẽ có được các phụ kiện cho anh em các bác nhá. Phụ kiện về mắt đợi cho anh em, tặng miễn phí cho anh nữa các bác nhá. Bao ship bảo hành 2 năm cho anh được không? Nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhá. Hơn 5 triệu con hàng vàng này các bác ạ. 142 300 feet bản cao cấp nhất của EK, con này sẽ lòng cực kỳ nét và cực kỳ sáng các bác nhá. Các bác cái con này các bác gọi cho em Phương. Em sẽ để qua một bên. Tiếp theo nữa là một con em sẽ lên con 326 tiếp theo. Đây đang còn 2 chiếc cuối cùng các bác nhá. Sẽ để đến mức giá có nó quanh tầm 4 triệu hơn 4 triệu một xíu thôi. Để cho em xem qua này. Hai chiếc hàng mới 100%. Em sẽ lên cho anh em nhanh, cho nên cho anh em nhanh em xem qua cũng nhá. Tại vì lô hàng này chỉ có mấy chiếc thôi. Em nghĩ là mấy chiếc này cũng bán nhanh thôi, tại vì anh em này phụ kiện khăn lau dây đeo túi đựng đầy đủ cho anh em nữa các bác nhá. Em nghĩ mấy chiếc này cũng bán nhanh các bạn, anh em tham gia thì Phương ống nhỏ cũng rất là nhiều rồi anh em ạ. Tại vì là video này thì mức giá cực kỳ rẻ rồi. Các bác làm kết chữ nào thì các bác gọi cho Phương sớm các bác nhá. Nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương. Tại vì sao? Trước khi em gửi cho anh em đã kiểm tra nét ok hết rồi em gửi đi cho các bác anh em nhá. Các bác nhá. Phải chọn con nào nét nhất, ok nhất, không có lỗi gì em mới gửi đi cho anh em. Anh em nhận hàng kiểm tra cứ yên tâm cho em. Vẫn con này em để công khai giá cho anh em hơn 4 triệu anh em nhá. Anh em cứ gọi cho em Phương. Sẽ rẻ hơn những cái video tổng 4 triệu 3 đến 4 triệu rưỡi cứ video trước. Các bác cứ gọi cho em Phương, con này chỉ tổng anh 4 triệu tại vì là chỉ còn 2 chiếc này thôi anh em nhá. 2 chiếc này thì giá nó sẽ không bằng những video trước, nô hàng về nhiều. Xe này coi như video là xài hàng cho anh em con này. Kính là kính ED cao cấp. Má phải đủ thân ống nhỏ cho anh em. Thiết kế rất là nhỏ gọn, chỉ có hơn 4 triệu. EK cao cấp, chúng chống nước IP7 cho anh em, phủ kính BK4 chống nước IP7 cho anh em, thân hợp kim cho anh em này. 326 các bạn chỉ có 2 nước anh em nhá. 326 chỉ có hơn 4 triệu thôi. Các bác gọi cho em sớm nhất mà cao cấp này. Cái mới ra nó phải tầm 6 triệu nhá. Đợt mới ra 6 triệu đợt này giá nhập nó tốt hơn rồi. Sắp tới nào anh em làm mà đặt, nếu mà cái lô hàng này hết hàng tiếp thì sắp tới đây về được 250 chiếc đây anh em nhá. Anh em yên tâm cho anh Phương cơ bác, hơn 4 triệu anh em nhá. Sắp tới về rất nhiều hàng cho anh em luôn. Tiếp theo là vẫn còn 3 chiếc M7 đây anh em này. 3 chiếc M7. Còn 3 chiếc M7 anh em nhá, cũng xả hàng cho anh em luôn, 3 chiếc M7. Đầy đủ phụ kiện về khăn lau dây đeo túi đựng cho anh em. Đây là Nikon lớp 17 142. Cực kỳ ngon cho anh em, hàng chính 100% của Nikon anh em nhá. M7 em sẽ công khai cho anh em tự ăn luôn. Đây là dây đeo của Nikon anh em, dây đeo bản to của Nikon. Và các giấy tờ của Nikon rất là nhiều anh em ạ. Các bác yên tâm cho em, hàng mới 100% mà. Giấy tờ của Nikon rất là nhiều giấy tờ anh em nhá. Bên trong sẽ có 3 mục giấy tờ cho anh em của bên Nikon gửi về và mua bán của bên Nikon anh em này. Chính 100% anh em xem trên các bác. Bên em Phương thì nhập chính 100% rồi. Nikon Sport of Stick này. Molog 17142 giấy tờ mua bên Nhật đầy đủ cho anh em luôn các bác nhé. Bên em thì nhập chính rồi, nhập chính 100%. Đây là dây đeo, đây là túi đựng của Nikon anh em nhé, túi đựng đeo hông và sẽ có quay đeo anh em nhé, quay đeo anh em đeo vào xoăn tiên, ok chứ các bác. Nikon. Đây là một chiếc hàng mới Nikon lớp 17 anh em thưa ông nhé. Chiếc này thì em phải giới thiệu nhiều rồi, hơn 11 triệu đồng thì vẫn tặng kèm thêm mắt đợi anh em nhé, tặng kèm thêm mắt đợi cho anh em các bác nhé. 17 và bảo hành 2 năm, mắt đợi đầy đủ logo của Nikon anh em này, rất ok cho các bác. Logo Nikon mắt đợi cho anh em. Sẽ công khai chiếc này cho anh em thử ong 142 Water ED Waterproof 142 có mắt cực kỳ to anh em này. Logo Nikon 1.17 công khai cho anh em chỉ có loanh quanh 11 triệu hơn 11 triệu 11 triệu anh em nhá, loanh quanh tầm khoảng 11 triệu cho anh em nhá. Sẽ rẻ hơn những cái lô hàng về được tầm khoảng 3-40 chiếc 17 này, rẻ cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em nào gọi cho anh em Phương sẽ báo giá chuẩn cho anh em, bao ship bỏ 2 năm cho anh em thử ong, đổi miễn phí trong 7 ngày chiếc 17 này anh em nhá. Và em có về thêm dai anh em ạ, dai vẫn còn đây các bác. Này, ED Waterproof Nikon lớp 17, kính là kính ED của Nikon cho anh em cực kỳ ok các bác nhá. Hàng mới 100%, chưa qua dùng gì các bác nhá. Ok, chỉ có 17 này hơn 11 triệu đồng em nhá. Anh em nào kết chiếc này anh em gọi cho em Phương sớm nhất. Và số điện thoại của em Phương là 0968893232 em nhá.
Và em có còn dây ít anh em ạ, dây ít còn nhiều các nhá, dây rất còn nhiều anh em gọi cho em Phương. Con số này 0968899322 các anh em nhá. Để cho em xem qua lô hàng này về mình nói nào. Toàn hàng ngon anh em ạ. Đây các bác này, cho anh em xem qua. Này thì toàn những chiếc ngon này các bác, mà kê chiếc này thì các bác cứ gọi cho em Phương sớm nhất. Hàng thì rất là nhiều hàng, để cho anh xem qua. Toàn những con mẫu hàng ngon. Phải nói là anh em mà chơi chiếc này rất ok quá. Cho anh em xem qua. Toàn mẫu hàng ngon rồi. Các bác này. Nikon EK rất là nhiều hàng. Các bạn cho chiếc này các bác gọi cho em Phương sớm nhất các bác nha. Toàn những con hàng ngon thôi. Toàn những hàng ngon mà hàng đỉnh cho anh em, đỉnh của chóp các bạn. Các bác này, hàng rất là nhiều hàng các bác nhá. Rất nhiều hàng rồi. Các bạn là cái chiếc nào các bác gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhá. Hàng này về cũng rất nhiều hàng rồi. Các bạn là gọi cho em Phương sớm nhất để Phương sẽ để mức giá tốt nhất cho anh em được không?